Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy thần kỳ. Lúc này hòm thư bỏ đi ở bên đường bắt đầu rung chuyển, gương của chiếc xe cũng bị vỡ hết. Cùng đó là một tiếng ù tai ầm ầm, một chiếc máy bay chiến đấu bốc khói bay qua nóc ô tô, rơi vỡ ở dưới chân cầu. Cậu bé phát hiện bên trong vậy mà lại có người, mẹ cậu để điện thoại xuống, rồi đi cứu người mà không màng mọi thứ. May mà cánh cửa có thể mở ra. Ở thời khắc nguy hiểm, phi công còn không quên quay lại lấy tấm ảnh trong khoang máy bay. Dễ thấy tấm ảnh này rất quan trọng với anh ta. Anh phi công được cứu vẫn còn chưa hồi phục tinh thần đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát ngốc luôn. Anh nói với hai mẹ con rằng anh đang tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai và hỏi bà mẹ là người ở đâu. Cô ấy có chút sợ bảo mình là người Mỹ. Điều này làm sao có thể? Vừa nãy anh vẫn còn đang ở Myanmar tham gia chiến tranh mà. Nhưng khi Kevin nhìn thấy tháp nước ở phía xa thì hoàn toàn kinh ngạc rồi. Hóa ra trên tháp nước có viết hai chữ Dayton, mà đây chính là tên quê hương của anh ấy. Chuyển sang cảnh khác, hai mẹ con đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung. Cảnh sát nói rằng Kevin bị bệnh tâm thần và muốn nhốt anh vào tù. Cậu bé tốt bụng này cảm thấy Kevin không hề bị bệnh tâm thần, thế là liền lẻn vào phòng bệnh của Kevin và nói với anh về việc sẽ bị nhốt vào tù. Kevin nghe xong vô cùng kích động, anh kéo lấy cậu bé muốn nhờ cậu giúp anh thoát ra ngoài. Việc này dọa cậu bé sợ gần chết. Vì để xin lỗi, Kevin đem sô cô la trong áo tặng cho cậu bé. Hai người vừa trở thành bạn không lâu, cảnh sát liền đi tới trước cửa. Kevin nhìn chằm chằm cửa phòng. Trong thời khắc nguy hiểm, anh đã nói với cậu bé đi tìm cảnh sát trưởng Simon ở cục cảnh sát Dayton. Anh sẽ chứng minh được thân phận của mình. Nói xong, Kevin chủ động đầu hàng. Anh chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng lên người cậu bé. Sau đó bà mẹ tiếp tục chở cậu bé trên đường. Cả đoạn đường cậu bé không ngừng cầu xin mẹ mình đi tìm cảnh sát trưởng Simon. Nhưng mẹ cậu cũng nghĩ Kevin là một kẻ tâm thần. Lúc này cậu bé lấy thanh sô-cô-la mà Kevin vừa tặng. Loại sô-cô-la này đã ngừng sản xuất 30 năm rồi. Điều này có thể chứng minh Kevin rất có khả năng là xuyên không tới đây. Nhưng mẹ cậu vẫn kiên trì cho rằng Kevin bị bệnh tâm thần, đây hoàn toàn là trò lừa bịp trẻ con. Nhưng cậu bé lại nói, nhỡ may Kevin vẫn còn có người nhà đang đợi anh ấy, chúng ta không nên bỏ rơi anh ấy. Câu nói này dường như đã kích động tới thần kinh của mẹ cậu, làm cô ngay tức khắc nhớ tới người chồng đã chết trong chiến tranh. Bà mẹ đã đồng ý với cậu bé lập tức quay xe đi tìm nơi của cảnh sát trưởng Simon. Đồng thời lúc này một tổ chức thần bí nhanh chóng tới hiện trường, phong tỏa khu vực 20 km xung quanh đó, bóp lấy thiết bị ra và quét vòng xoáy trên bầu trời. Kết quả không tra ra bất cứ thứ gì nhưng trong lòng bọn họ biết rõ anh phi công đó mới là quan trọng. Ở nơi khác hai mẹ con tới đồn cảnh sát, nghe ngóng một hồi lại bị nói rằng không có ai là cảnh sát trưởng Simon bởi vì anh này đã làm ở đây 5 năm rồi. Trong lúc bà mẹ và anh cảnh sát nói chuyện, cậu bé nhìn thấy một tủ đựng trưng bày, trong có để một bức ảnh đã cũ, cậu bé phát hiện bên trong bức tranh vậy mà lại có Kevin. Cậu bé cố ý đánh lạc hướng cảnh sát sau đó nhanh chóng giấu bức ảnh vào trong ngực mình. Ra khỏi đồn cảnh sát, bà mẹ trách cậu vì sao lại lấy trộm đồ. Nhưng giây tiếp theo cô ấy lại nhìn thấy trong bức ảnh, cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Anh chàng này mở cửa xe, nhưng chiếc xe lại phát ra tiếng còi cảnh báo, bởi vì xe này không phải của anh ấy. Kevin đi trên đường, nhìn thấy một cô gái đang nói chuyện với một cái hộp nhựa làm anh cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nhìn thấy máy bay chiến đấu bay qua trên đầu Kevin lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì anh vừa từ chiến tranh thế giới thứ hai xuyên không tới đây, tất cả sự vật của cuộc sống hiện đại đối với anh mà nói thì không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đang có một tổ chức thần bí muốn bắt anh ấy, nhìn thấy chiếc xe máy cổ xưa. Chiếc xe này anh ấy biết lái, trực tiếp nhanh như trước chạy đi. Anh chỉ hy vọng có thể gặp được vợ mình một lần. Ở nơi khác, bà mẹ vừa đổ xăng xong ra ngoài, đang chạy trên đường thì có một chiếc xe máy lao tới. Đây không phải là anh phi công mà bọn họ đã cứu sao? Cậu bé cảm thấy Kevin hai lần đâm vào bọn họ. Đây nhất định không phải là trùng hợp. Cậu cảm thấy tất cả điều này đều do ông trời sắp đặt, bọn họ nhất định phải giúp Kevin. Mẹ cậu cũng xúc động rồi. Kevin nói vợ anh vẫn đang ở nhà đợi anh ấy. Anh nhất định phải về nhà. Cứ như vậy, ba người ngồi xe lên đường. Kevin dựa vào trí nhớ, dễ dàng tìm thấy nhà của mình, xông thẳng vào nhà, vui mừng gọi tên vợ mình. Nhưng người trả lời anh lại là một người khác. Cô gái hỏi anh tìm cô ấy có việc gì, cô ấy một lát nữa sẽ về nhà. Kevin nói cô ấy là vợ của anh, cô giúp việc cười rồi nói, anh có phải trai bao không vậy? Đột nhiên tầm mắt của Kevin dừng trên bức tường, trên đó treo đầy ảnh của vợ anh, cười vui vẻ như vậy. Nhưng Kevin tuyệt vọng rồi bởi vì người đàn ông trong ảnh không phải anh ấy. Anh ấy buồn bã bước ra ngoài. Mẹ cậu bé nhìn thấy cũng bắt đầu nghi hoặc, cô ấy lấy điện thoại ra tra, nhưng giây tiếp theo làm cô vô cùng kinh ngạc. Cô ấy tìm thấy tin tức liên quan đến Kevin, trong lịch sử đích thực có Kevin nhưng trong lúc chấp hành nhiệm vụ anh đã bị quân địch sát hại. Mẹ cậu bé định nói chuyện này với Kevin, nhưng lúc này tổ chức thần bí đã tới bao vây nơi này. Cảnh quan nói Kevin do anh thông qua vòng xoáy trên bầu trời mà xuyên không tới đây, nếu như anh ấy không kịp thời quay về, mấy trăm km xung quanh đó sẽ xảy ra một loạt các tai họa lớn. Ông ta còn hứa rằng sẽ giúp Kevin quay về bên cạnh vợ của anh. Lúc này cậu bé xông tới, cậu ấy nói với Kevin anh sẽ hy sinh trong trận chiến, bọn họ đều lừa anh đó. Đồng thời chủ động làm con tin của Kevin, hai người cùng nhau lái xe bỏ trốn. Chạy tới trên núi, cậu bé nghĩ ra một cách, nếu đã bắt buộc phải quay về, vậy thì anh hãy lấy vũ khí hiện đại đem theo phòng thân bên mình.
Như vậy cho dù có phải quay về cũng sẽ không chết và anh cũng có thể an toàn quay về với vợ mình. Nhưng trong lúc trộm vũ khí lại bị bao vây, bà mẹ lo lắng sự an toàn của cậu bé bước lên đàm phán. Kevin biểu thị rất bằng lòng quay về, còn nói phương pháp của mình với mẹ cậu bé. Nhưng người của tổ chức lại nói nhất định phải quay về giống lúc ban đầu tới đây, nếu không tất cả sự vật quanh nơi đó 100 km quanh đó sẽ bị biến mất. Bởi vì nỗi nhớ với vợ nên mới khiến Kevin xuyên không tới thế giới khác. Nếu đã nhất định phải quay về, vậy anh chỉ hy vọng có thể gặp vợ mình một lần. Binh sĩ này xuyên không từ thế kỷ trước tới đây, mục đích duy nhất chính là có thể gặp vợ mình một lần. Nhìn thấy vợ mình bây giờ đã tóc bạc đầy đầu, trên mặt đều là những dấu tích của tuổi già. Nhìn người phụ nữ trước mặt vừa lạ vừa quen này, Kevin có rất nhiều lời nói không hết. Mà bà ấy vừa nhìn cũng nhận ra chồng trước, bà ấy nhìn thấy Kevin vừa kinh ngạc lại vui mừng, bà nhìn chằm chằm chồng trước của mình. Kevin nói anh xin lỗi, lúc đó đầu anh chỉ toàn những thứ ngu xuẩn, anh xin lỗi, ngay cả lời tạm biệt anh cũng chưa nói với em, anh biết em sẽ nhìn về phía trước, anh biết em đã quên anh rồi, nhưng anh hy vọng em biết rằng anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi yêu em, anh xin lỗi anh không có nhiều thời gian, anh phải đi rồi. Vết nứt sắp khép lại, nhất định phải kịp thời gian rời khỏi đây. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, Kevin đứng dậy rời đi, lúc này vợ anh gọi anh đứng lại. Bà ấy để lộ dây chuyền trước ngực, bên trong có in hình của Kevin, hóa ra bà ấy vẫn luôn nhớ tới anh. Kevin lần nữa mời vợ cùng khiêu vũ bài mà bọn họ đã từng nhảy. Đối diện với Kevin đẹp trai như vậy, bà ấy có chút ngại ngùng, nói em đã không thể nhảy được nữa rồi. Kevin nói không sao, anh dìu em nhảy. Người của tổ chức thần bí bước vào, Kevin nói tạm biệt vợ yêu. Cứ như vậy Kevin phải đi rồi, bà ấy trong lòng không nỡ. Tâm nguyện đã thành, cứ như vậy Kevin trong lòng không còn tiếc nuối gì nữa. Anh ấy ôm chặt cậu bé người đã giúp đỡ anh rất nhiều để thể hiện sự cảm kích. Thời gian chỉ còn lại 5 phút, Kevin cũng ngồi lên máy bay chiến đấu, đến chết cũng nắm chặt tấm ảnh của vợ mình trong tay. Tâm nguyện đã thành, không còn gì tiếc nuối nữa, xông thẳng vào vòng xoáy trên bầu trời. Số mệnh chính là như vậy, yêu mà không được nhưng lại lo lắng cho nhau. Cái gì mà khoa học viễn tưởng, cái gì mà tâm linh. Việc xuyên không vào thế giới khác trước giờ đều không phải ý muốn của anh ấy. Nó chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc, bên trong là viễn tưởng về nhân tình con người và tình cảm. Cẩn thận xem xét bạn sẽ phát hiện một cảm giác không giống. Bộ phim đến đây là hết. Bye bye!